chung là mình không có muốn không muốn xa mẹ. Sang có thiệt cuộc đời của Sang chỉ có một mình mẹ thôi. Sang không muốn mẹ đi sớm. Nhưng mà buộc lòng mình phải chọn những gì tốt nhất. Hôm bữa thì Phong á với mấy anh em gia thì trò chuyện với cô Hậu á, thì cô Hậu là trước khi về á là cô cũng có nắm tay Phong. Cô nói á, thôi các con á tới đây cô rất là mừng, rất là quý luôn. Các con chỉ dán giúp cô là sống tới Tết thôi cô cũng mừng nữa. Một năm nữa cô nói tới Tết thôi. Xong rồi về mà nói với Phong á là sống tới Tết thôi cũng được, để nhìn người con người cháu của mình á lúc mà ngày Tết á sum họp thì rất ấm cúng. Cái năm đầu tiên mẹ anh bệnh bác sĩ chê, bác sĩ nói bà này không qua khỏi đâu, thôi đem về đi anh ăn nỉ thật sự anh ăn nỉ bác sĩ. Và anh về anh có giấy trước bàn thờ mẹ, tại vì mẹ anh có thờ mẹ Quan Âm. Anh giấy bây giờ nếu mẹ con mãn thần tới đây mãn thần, thôi xin phép cho con là cắt 10 năm tuổi thọ của con dành cho mẹ. Nhưng mà thật sự là phép màu nó xảy ra, nhưng mà chưa đủ 10 năm là mẹ đi. Chưa đủ 10 năm. Để quý cô chú anh chị xem là các cô ở đây cũng chuẩn bị những cái thức ăn nè. Hay có bào da để làm cái này, bào da để làm cái gì hả cô? Chống khỏi. Dạ. Bữa nay con thấy các cô chú tới đây cũng đông quá trời luôn. À, cô Bảy. Dạ chào cô Bảy. Dạ, cô Bảy tới hồi nào? Cô Bảy tới nãy chào con. Dạ. Chào bà Phiên Trà Điển Bụa nữa kìa. Dạ. Thôi kệ, còn có bữa cuối à, cô Bảy dán phụ cho cô Hậu nha cô. Dạ. Cô Bảy con nha. Dạ. 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 Quý cô chú anh chị xem mấy người cô ở đây là... Dạ. Đâu biết đâu mà chắc là bà con hàng xóm mà có hậu thủ sự thì cũng tập trung lại mà giúp để san sẻ bớt cái nỗi buồn cho gia đình đó. Xin chào quý cô chú anh chị kính mến, thì hôm nay thì Phong cũng đến và gặp một cái người cô cũng lúc trước là gần cái ngôi nhà thân yêu của cô Hậu mà lúc sinh thời của cô, thì bây giờ Phong cũng gặp được cái người cô Tư. Xin chào cô ạ. Chào con. Dạ. Thì con được biết là lúc mà còn sống thì cô Hậu gần trên cái miếng đất của gần nhà cô không cô? Trời, vâng đúng ạ. Dạ, thì cô thấy lúc mà còn ở quê nhà thì cô Hậu như thế nào vậy cô? Cô Hậu thì cũng sống cũng đoàn kết lắm, nhưng mà thời gian bệnh nó rất là khó khăn. Cô phải bán đất xong cái bán nhà. Dạ. Giống mà giờ xong là ở nhà trọ luôn. Dạ. Thì trong cái khoảng thời gian mà cô bị bệnh mà rất là nặng, thì có hàng xóm hay là cô bác nào có thể có giúp đỡ cô Hậu? Có thời gian đầu á thì cô cũng quyên góp và mấy mạnh thường quân cho cũng góp ít tiền để gửi cho cô Hậu trị bệnh. Thì cũng có thời gian đầu cô bệnh, thời gian đầu là cũng rất nặng. Dạ. Thì giúp đỡ cũng một thời gian thôi, nói chung thì cô Hậu đi ra ngoài nhà trọ thì cũng hơi xa, thì cũng lâu lâu cũng có người tài trợ chút đỉnh. Dạ. Rồi. Lúc cô Hậu còn quê nhà là hầu như là cô bác hàng xóm nào ai cũng quý mến cô. Đúng rồi bác ạ. Nhưng mà do cái cuộc sống và cái lo cho cái gia đình của mỗi người á, nên mà việc giúp đỡ cho cô cũng là một cái điều rất là hạn chế hả cô? Dạ đúng rồi, tại vì nói chứ mà hoàn cảnh đó thì cũng bà con cô bác thì nói chứ cũng nhiều người cũng còn khó khăn lắm nè, giúp đỡ cũng hạn chế thôi. Dạ. Chứ không phải là ai cũng có khả năng để mà giúp đỡ cô Hậu, rồi thành ra ai giúp đỡ được thì giúp. Dạ. Đấy, hôm nay thì con thấy cô Tư thì cũng tới đây cũng dâng một cái nén hương và có một cái tấm lòng nhỏ nhỏ thì cũng ở đây. Thì cô cũng có bỏ để giúp vô cái phần mà việc cho mà lo cho cô trong cái mạng phần á. Thì thật sự ngày hôm nay thì con cũng rất là cảm ơn những cô, người chú ở đây là cũng đã bỏ ra những cái khoảng thời gian mà tới đây để mà chia buồn cùng gia đình trong cái ngày mà đưa tiễn cuối cùng. Thì con cũng cảm ơn cô Tư nha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Chúc cô cũng nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ, anh chào cô nha. Dạ, cô với gia đình của cô Hậu là quan hệ như thế nào cô? Chị ở sớm thôi con. Dạ. Là cô là biết cô Hậu hôm nay là đưa về quê á, yên nghỉ á, thì cô biết mà cô tới hả?
à, cô biết mà hồi ngày qua nay cô không có đi lại được. Dạ. Tại vì ở nhà ổng sao ma nên không có đi được. Dạ. Có mấy nhỏ ở đây rồi. Dạ. Nên là cô không có đi được. Chỉ có một tại chỉ có một ngày thôi là đưa cô Hậu đi rồi. Thì bữa nay con cũng thấy nhiều cô chú ở sớm á là cũng tranh thủ mà nhúng chút thời gian tới, thì con cũng quý tấm lòng của cô chú quá. Tại vì mà bao năm rồi là cũng xa quê, là bây giờ mới có dịp mà quay về, nhưng mà quay về không phải niềm vui mà chỉ là cái nỗi buồn thôi. Dạ. Thì cô có cảm nghĩ như thế nào về cô Hậu không cô? Nói chung là mỗi người nó có cái số, già dép có số thì con người nó cũng có số. Dạ. Chứ cái người thì cao sang quyền quý, còn cái người thì bằng tiền quá chừng, cái đó là cũng cái số mỗi người. Thì nói chung là bây giờ mình cứ gieo nhân thiện đi để gặt quả lành. Thì cái kiếp này mình khổ quá thì thôi mình ráng gieo cái nhân thiện để kiếp sau mình hưởng được cái quả lành. Chứ bây giờ không có mỗi người nào cũng phải có hết á, chứ không có riêng là một người nào. Chứ hồi xưa thì thấy cũng đâu đến đâu gì, nhưng mà cái số phải nằm vào cái cơn bệnh này nên thành ra phải bán đất bán nhà. Đó là cái căn duyên mình kiếp xưa không có cái con đường tu mình không hiểu. Nên cái kiếp này mình phải chịu khổ như mọi người khổ. Chứ ngày xưa mà nếu mà ngày xưa này Hậu ra đi riêng, ở riêng, cất nhà riêng á, thì nó không có đến đổi như những người khác khổ như bây giờ. Nhào vô cái cơn bệnh này là cái cơn bệnh, là có nghĩa là cơn bệnh nhà giàu. Nên thành ra phải bán đất bán nhà rồi khổ. Nó gì rồi nó xây vòng vòng tới cái cơn bệnh ngày nay nó mới ra đi. Thôi cô uống nước với dùng tí bánh với gia đình nha cô. Dạ cảm ơn con. Chào cô nha. Dạ cảm ơn con. À, đây quý cô chú anh chị xem, đây là một cái đoạn đường mà đi vô nhà của cô Hậu tích ngoài kia kìa. Là ở đây là ngay Phước Toàn, Long Hiệp, Bến Lức, Long An. Là từ ở ngoài tiệm bia ở ngoài cô Mộng Cầm là đi vô trong đây khoảng một đổi là khoảng 500m. Và sẽ đi vô cái đường đa này nè quý cô chú anh chị. À, bên đây thì vô khoảng thêm 300m nữa là tới nhà cô rồi nè. Đây là nhà cô Hậu, nhà của bà con cô Hậu trong đây. Dạ, phía trước màn hình của tất cả quý cô chú cũng như anh chị các bạn là một người con trai duy nhất của cô Hậu. Thì hôm nay tụi em đến đây thứ nhất là thắp cho cô Hậu một nén hương, thứ hai là chia sẻ nỗi buồn cũng như là gia đình của anh. Thực sự mà nói thì lúc mà tụi em đến để thăm cô Hậu á, cách đây chưa đầy một tuần, thì lúc đó thì sức khỏe của cô Hậu còn rất là khỏe luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao cô ra đi đột ngột quá. Thì qua ống kính này thì em nhờ anh Sang chia sẻ vài lời cho nó rõ hơn. Thì nói chung là cái bệnh của mẹ thì như anh em biết rồi đó. Nay mẹ phát bệnh nay cũng 6 năm mấy, gần 7 năm rồi. Thì cái giai đoạn đầu á, thì bệnh thì mình mới phát bệnh thì cái sức khỏe nó cũng tương đối cũng còn tốt hơn bây giờ. Thì chạy thận mà càng ngày thì cái sức khỏe mình nó sẽ đi xuống. À, tới cái thời điểm này á, thì cái bác sĩ hội chẩn á, là gọi vợ chồng anh đến để có mặt đầy đủ gia đình để họ báo tin về cái phần mà bệnh của mẹ. Là bác sĩ hội chẩn nói là hiện tại bây giờ mẹ rất là yếu rồi. Cái chất độc trong cái cơ thể á, là nó lên tới đỉnh điểm rồi. Là chạy thận, ví dụ như thời gian đầu chạy thận thì nó còn sức khỏe còn tốt, cơ địa còn tốt, thì chạy thận nó sẽ rút ra một phần kha khá. Còn hiện tại bây giờ thì cái cơ địa cũng yếu, cho nên là chạy rút ra không có được nhiều. Rồi cho nên cái chất độc nó còn cơ thể càng ngày nó càng dồn lên, thì tới thời điểm này thì nó đã quá mức sự chịu đựng của mẹ rồi. Rồi cho nên là bây giờ là như là một phần là hôm rồi mẹ té ra xuống đó, rồi mẹ bị hôn mê sâu á, là tim ngừng đập
là ngừng tim vậy nó ảnh hưởng tới những cái cơ quan cơ thể khác là nó bị suy theo, thiếu oxy não nữa, cho nên cái mẹ bị rất là nặng, là mẹ không qua khỏi nữa. Thì em cũng nghe chồng xóm nói cũng như là chia sẻ của cô á, thì khoảng thời gian mà lúc trước á thì gia đình anh cũng đó cũng như là có một cái miếng đất nhỏ như là một cái ngôi nhà để mình sinh hoạt. Nhưng lo cho thuốc cho mợ mày. Cái không may thì cô bị bình thường thế này, anh hay là mẹ là người đứng bán ra miếng đất cũng như là căn nhà để chữa bệnh. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ rõ cho cái năm đầu tiên mà mẹ anh phát bệnh á, là hôm đó là đi tái khám. Như là mẹ đã bệnh, mới đầu là mẹ đã bệnh rồi, thì hôm đó là bệnh viện Long An hẹn mẹ là ngày đó là tái khám. Nhưng mà khi mà xuống đến bệnh viện á, bác sĩ kêu nhập viện. Nhập viện rồi khi mà đưa ra phòng, rồi trong thời gian mà từ trên lầu 6 anh đi xuống để anh mua nước á, mua đồ để nhập viện mà, là trong thời gian anh xuống đi xuống đất á, là ở trên này mẹ té. Mẹ xỉu giống như cái đợt này vậy đó. Là bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ ở đó là người ta phát hiện, người ta cấp cứu liền. Là cấp cứu cái thời điểm đó nó cũng y chang như giờ, mẹ cũng hôn mê, điều trị cả tháng trời tháng mấy, nằm dưới Long An trong chăm sóc phòng đặc biệt á. Là coi như là tiền của thời điểm đó là bảo hiểm mua. Mà giờ cái danh mục thuốc trị thận này nó danh mục ngoài bảo hiểm nó quá nhiều, mà thuốc nó rất là mắc. Cho nên thời điểm đó là tiền bạc anh làm anh tích góp bao lâu nay là chỉ trong vòng 10 ngày đầu là không còn nữa. Là lúc đó là anh thương mẹ, anh mới nói với tâm mình á, với anh hứa trong lòng với mẹ là anh sẽ dành tất cả những gì anh có để anh giữ mẹ. Khi nào mẹ tắt thở trên giường bệnh anh mới đưa mẹ về. Anh cũng năn nỉ với bác sĩ thời điểm đó bác sĩ cũng chê đó, nhưng mà thật sự có phép màu mẹ sống. À, nằm một tháng mấy dưới Long An là coi như anh mười mấy ngày đầu là anh không còn gồng gánh nổi. Một thân mình không có đi làm ra tiền được mà phải ở nuôi mẹ, thì cái khả năng chi tiêu cho cái phần thuốc men bệnh viện là anh không còn nữa. Buộc lòng anh phải về, anh trong tay anh còn cái gì anh bán cái đấy. Là cái căn nhà đầu tiên là chính bản thân anh đứng ra anh bán để anh lo cho mẹ thời điểm đó. Thì ở đây thì sớm điền mọi người ai cũng biết điều đó. Sớm nói chung là mấy người ở gần cái chỗ anh ở ai cũng biết. Thì vừa rồi thì em cũng nghe từ sống liền á, cũng chia sẻ về hoàn cảnh của anh. Thì hôm nay thì tụi em đến đây cũng thay mặt mạnh thường quân để gửi cho anh ít món quà. Thế anh ha. Dạ, kính thưa quý cô chú, kính thưa quý anh chị và các bạn. Thì phía trước màn hình của quý cô chú cũng như anh chị là anh Sang, là một người con duy nhất của cô Hậu. Và trong cái khoảng thời gian mà cô Hậu bị bệnh thận thì anh Sang cũng đã tìm mọi cách để cứu lấy mẹ, để giành giật sự sống cho mẹ. Nhưng mà vì căn bệnh quá nặng thì cô Hậu đã không qua khỏi. Thực sự một câu chuyện rất là buồn. Buồn hơn nữa là cách đây mới ít hôm thôi thì Huy cũng như là anh em đến thăm cô Hậu. Thì lúc đó thì anh Sang phải đi làm thì không gặp được anh Sang. Thì Huy cũng như là anh em cũng đã trò chuyện với cô Hậu. Thì Huy cũng đã đăng tải một video trước của Huy. Quý cô chú anh chị các bạn có xem kênh của Huy cũng như là kênh Việt Nam Bốn Phương cũng như là kênh của Phong Nguyễn, thì quý cô chú anh chị sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện của cô Hậu. Và hôm nay thì Huy đến đây vì thay mặt Mạnh Thường Quân. Và Huy cảm ơn nhà hảo tâm là anh John Nguyễn, tức là anh Thanh cũng như là chị Châu bên Mỹ. Anh cũng theo dõi về câu chuyện của gia đình của anh cũng như là cô Hậu. Thì anh Thanh muốn gửi cho gia đình là số tiền 1 triệu đồng. Anh ha. Tiếp theo đó chính là Huy xin phép được chích 1 triệu đồng trong tiền quỹ của kênh YouTube mà của quý cô chú cũng như là anh chị và các bạn trong thời gian qua đã dành phần tiền để cho Huy tích quỹ
để san sẻ cũng như là chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Huy có mặt tại Long An này thì Huy cho Huy được xin phép trích 1 triệu đồng của tiền quỹ kênh YouTube của Huy để san sẻ cái hoàn cảnh của anh Sang cũng như là cô Hậu nói riêng. Thì bây giờ thì em gửi cho anh Sang là số tiền là 2 triệu đồng anh Sang ha. Anh Thanh hôm bữa là anh cũng định là lo cái phần hòm dương cho gia đình á, thì hôm bữa Phong cũng có hỏi anh Sang, thì anh Sang cũng nói là có bà con với mà cô chú hàng xóm cũng có giúp đỡ rất nhiều, nên cái việc đó là anh Thanh thì anh cũng có nói, nhưng mà anh Sang ở đây thì cũng cảm ơn rất nhiều, nhưng mà cũng có cô bác lo rồi. Thì một lần nữa thì cho Huy xin phép gửi số tiền tổng cộng là 2 triệu đồng và Huy rất là cảm ơn tấm lòng vàng của gia đình của anh Thanh cũng như là chị Châu bên Mỹ, và cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả quý cô chú cũng như anh chị đã tin tưởng kênh YouTube của Huy Food, đã tích lũy cũng như là tích quỹ cho kênh để giúp đỡ cái việc san sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ em xin trao anh số tiền 2 triệu. Anh Sang đếm lại giùm em luôn nha. Nói chung là Sang cũng không biết nói gì hơn. Thì Sang rất là cảm ơn anh Thanh và chị Châu và cùng những quý cô bác trong thời gian vừa rồi đã ủng hộ và giúp đỡ cái gia đình hoàn cảnh của Sang. Thì lời cuối cùng Sang cũng không biết nói gì, thì Sang chỉ biết nói cảm ơn mọi người thôi. Thì bây giờ cái mẹ của Sang thì cũng đã mãn phần rồi, thì Sang hy vọng và những cái gì anh em đã tính toán dành dụm cho Sang trong khoảng thời gian mà, tại vì anh em nghĩ là cô Hậu giúp đỡ cô Hậu sẽ kéo dài thêm, mà cô Hậu đi đột ngột quá, thì Sang muốn anh em dành cái phần đó để cho những cái hoàn cảnh thật sự khó khăn khác. Như xung quanh mình thì cũng còn rất là nhiều khó khăn, nhưng mà mình cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người cùng anh em đã quan tâm và dành ưu tiên cho Sang trong khoảng thời gian vừa rồi. Thì lần nữa Sang thật lòng cảm ơn. Dạ, quý cô chú anh chị các bạn, vừa rồi là những lời tâm sự cũng những lời chia sẻ rất là mộc mạc chân quê của anh Sang cũng như là người con duy nhất của cô Hậu. Và bây giờ anh Sang nha, em biết cái thời gian sắp tới nữa là gia đình anh còn rất là nhiều khó khăn. Tại vì em biết một điều là đất rồi nhà cửa anh bán hết rồi, và anh phải sống một cái căn nhà trọ. Với một phần nữa thì công việc của anh thì nó cũng rất là bấp bênh. Nói chung là nỗi đau nào nó cũng sẽ qua đi anh hả. Mình còn sức khỏe thì mình còn gầy dựng được. Điều trước mắt là mẹ mình cũng đã mất rồi. Thì thôi thì anh cũng xoa dịu lại nỗi buồn một chút xíu anh ha, để cho cô Hậu được ra đi nhẹ nhàng hơn ở chốn cực lạc anh nhé. Và em cũng chúc anh cũng gia đình thật nhiều sức khỏe anh ha. Cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người. Anh Sang nè, thì chiều nay là cũng là cái ngày mà đưa tiễn cho cô Hậu là mẹ anh đó về nơi ăn nghỉ cuối cùng á. Thì cái đám tang nó diễn ra cũng khá là ngắn, thì anh có thể chia sẻ với mọi người. Ở quê thì mình thường mình đám tang